Hệ thống cửa hàng MobiStore bắt đầu nhận đặt trước điện thoại Galaxy Note 8 từ hôm nay mùng 3 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9 và sẽ giao hàng vào ngày 29 tháng 9. Sẽ có hai hình thức đặt hàng. Nếu khách hàng đặt mua trước kèm gói trợ giá sẽ được tặng kèm tai nghe Bluetooth. Trường hợp khách hàng không sử dụng gói trợ giá sẽ được tặng tai nghe Bluetooth kèm đế sạc không dây. Galaxy Note 8 là sản phẩm cao cấp vừa ra mắt của Samsung với điểm nhấn là màn hình tràn viền và bút S Pen, cho phép ghi chú tới 100 trang ngay trên màn hình khóa.